Dạ vâng, em xin chào các bác và em xin gửi lời chào đến anh Thái ở Hải Dương, có đuôi số điện thoại là 349. Dạ vâng, thì anh Thái anh đã đặt cái cặp 727R bên em các bác nhé. Thì sau đây em tiến hành test bàn giao lại cho anh Thái để gửi hàng đi cho anh. Đấy, thì chiều hôm nay thì bên em sẽ gửi hàng luôn cho anh nhé. Đấy, thì bác nào cũng đang có nhu cầu như anh Thái thì có thể alo cho bên em nhé. Đây nhá, thì em đã kết nối sẵn con Omni rồi. Thì đây là chỉnh bass này, đây là tép này. Đấy, và volume thì em chỉ chỉnh ba cái này thôi. Đây, em sẽ test từng chiếc một này nhá. Xong trước này thì mình đến trước kia anh nhá. Để cho nó cụ thể. Đây. Đây là bass vào trước anh nhá. Tép về không này. Đấy. Anh nhìn bass nó zoom chưa? Ok nhá, bát xong nhá. Bây giờ là bát về không này. Tép lên này. Vậy là xong một chiếc anh nhá. Bây giờ em sẽ test trước còn lại nhá. Đây, trả lại cân bằng này. Nhạc lên này. Bát vào trước này. Tép về không này. Bây giờ bát về không anh nhá. Tép lên này. Ngập tràn hạnh phúc đến trong năm. Tóc ta lon cùng hòa mình thâm sinh. Còn anh tháng năm u buồn. Ngõ mong đắp trời trái tim khắc khoải nói niềm thương nhớ em. Dạ vâng nhá, thì vừa rồi em đã test bàn giao xong cho anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái đã tin tưởng và đặt cái sản phẩm này bên em. Chúc anh Thái và gia đình là có thật nhiều sức khỏe và công việc thì luôn luôn phát triển anh nhá. Đấy, thì lúc nào mà có thời gian thì lại ủng hộ tiếp với cho bên em. Bác nào cũng đang có nhu cầu như anh Thái thì cũng có thể alo cho bên em nhá. Vâng, em xin chào các bác và em xin chào anh Thái nhá.